Thưa quý vị, ngày 27 tháng 1, Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ 6, xét xử sơ thẩm đối với 70 bị cáo trong vụ hai băng nhóm hỗn chiến tranh chấp đất đai xảy ra tại Phú Quốc làm 8 người thương vong. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Đoàn Thiên Long, 23 tuổi, đã dùng súng bắn 8 người thương vong, cùng án chung thân cho 3 bị cáo khác. Các bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát đề nghị có mức án tù treo đến 18 năm tù về các tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng và che giấu tội phạm. Tại phiên tòa ngày 27 tháng 1, luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng mỗi người có một vai trò khác nhau và thân chủ của họ không phải là người cầm đầu dẫn tới vụ xô xát giữa hai băng nhóm làm 8 người thương vong.